bị tung hỏa mù khi tham khảo thông tin bản đất. Bạn cho rằng một người có kinh nghiệm mua đất liệu có tìm kiếm thông tin về một mảnh đất bất kỳ theo kiểu vu vơ không có chủ đích hay không? Mà làm thế nào để họ luôn có những nguồn thông tin nóng hổi và mang tính xác thực cao đến vậy? Câu trả lời chính là họ biết cách chọn lọc các nguồn thông tin chính thống, tin cậy nhất có thể. Gần như không có tình trạng hỏa mù thông tin nếu như có kinh nghiệm mua đất được tích lũy từ thực tế. Trên thực tế, một người thông minh sẽ không bao giờ tiếp cận các nguồn thông tin một chiều hoặc chỉ có tính chất dự báo. Để đảm bảo lượng thông tin về giá đất hoặc dự án đất mà mình đang sở hữu là chính xác, bạn nên thực hiện 3 khâu xác minh như sau. Thông tin thứ nhất, có thể đến từ người làm môi giới nhà đất, sale bất động sản. Hầu như bạn sẽ nắm được tất cả thông tin cơ bản về mảnh đất thông qua kênh đầu tiên này. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng là giá đất thì những người môi giới sẽ chưa thể cho bạn một khoảng giá mua vào có lợi được. Lý do là vì mức giá sale đưa ra sẽ bao gồm cả mức giá mong muốn của người bán và hoa hồng của họ, tức là bạn phải chịu 2 lần lãi cho cùng một mảnh đất. Thông tin thứ hai, đến từ các kênh tin tức chính thống của ban quản lý quy hoạch dự án. Đây là tư liệu tốt để đối chiếu chứng thực với thông tin đến từ kênh đó. Đặc biệt, dựa vào thời điểm và giá mở bán của các lô đất tương ứng do dự án đưa ra, bạn có thể tự cân nhắc và có cơ sở tốt để xác định mức giá mua vào và mức giá có lợi nhất cho bản thân. Cuối cùng, kênh thông tin thứ ba chính là thực địa. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta cần phải đến trực tiếp để tham quan khu dân cư, so sánh vị trí mảnh đất mà mình đang nhắm với các lô đất khác. Bạn cũng có thể gặp những người đã giao dịch đất thành công tại đó để tham khảo giá mua cũng như là các ưu nhược điểm của bất động sản. Sau khi đã có đầy đủ các tư liệu từ nhiều kênh thông tin, bạn hãy thực hiện trao đổi, thao tác đối chiếu các thông số, so sánh, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của lô đất. Đặc biệt, tất cả các khâu xác minh thông tin cần thực hiện thật nhanh vì thị trường nhà đất có thể biến động theo từng giờ, từng ngày. Mức giá nhất định có thể hời cho ngày hôm nay nhưng lại lỗ cho ngày hôm sau. Có nên tìm đến môi giới bất động sản hay không? Trong số những câu hỏi khi mua đất thổ cư thì môi giới bất động sản có cần thiết hay không chính là thắc mắc chiếm đa số. Người Việt chúng ta thường quan ngại tìm đến bên thứ ba để hỗ trợ việc tìm nhà đất cũng như chuyên nghiệp hóa quá trình giao dịch bất động sản. Lý do cho vấn đề này có lẽ chủ yếu nghiêng về yếu tố kinh tế. Cụ thể là nhiều người không muốn phải tốn tiền để thuê một người hỗ trợ mình đi mua đất. Tuy nhiên, có kinh nghiệm mua đất, có khả năng chọn lọc được mảnh đất tiềm năng không đồng nghĩa với việc họ không cần đến sự trợ giúp của bên thứ ba. Các nhà đầu tư bất động sản vẫn luôn tìm đến các tổ chức hoặc cá nhân môi giới bất động sản nhằm tối ưu hóa các yếu tố như sau. Tối ưu hóa thời gian và tiền bạc.
kỳ. Cốt săn nền tại khu vực có vững chãi hay không? Khu vực có ngập úng hay không? Lưu ý, căn nhà có nguồn gốc và tính pháp lý rõ ràng. Nếu lộ giới của ngõ quá hẹp thì việc sửa chữa, thay đổi hiện trạng nhà về sau khá phức tạp. Kinh nghiệm mua đất ruộng. Trong trường hợp bạn cần mua đất ruộng, tức là đất nông nghiệp, thì việc cấp thiết đầu tiên chính là việc xác minh xem mảnh đất đó có thuộc diện quy hoạch hay dự án nhà nước nào không. Hiện nay, các cơ quan quản lý đất đai, các cấp đều công khai kế hoạch sử dụng quỹ đất hàng năm nên việc kiểm tra thông tin này khá là dễ dàng. Những mảnh đất không nên mua. Bên cạnh những mảnh đất vàng, giàu tiềm năng thì cũng có những mảnh đất cần né nếu muốn giao dịch. Về cơ bản, đây là cái dạng đất lừa đảo phổ biến. Nếu không may mua phải hoặc bạn bị mất trắng. Nếu không may mua phải thì hoặc bạn bị mất trắng toàn bộ số tiền hoặc sở hữu mảnh đất một cách không chính thống. Để không bị áp giá hoặc mua phải mảnh đất chết, chúng ta hãy cảnh giác trước khi tham khảo các mảnh đất dưới đây. 1. Đất đang được ngân hàng thanh lý. 2. Đất đang cầm cố tại ngân hàng. Và 3. Đất đang thuộc dự án ma. Trên đây là một số kinh nghiệm mua đất cơ bản dành cho những ai đang có ý định đầu tư vào thị trường đầy sôi động và nóng bỏng này. Lời khuyên quan trọng nhất mà biên tập viên Quang Hưng cùng Bất Động Sản Trực Tuyến đưa ra là hãy chậm mà chắc. Nếu bạn thực sự không có nhiều kinh nghiệm và sự nhạy bén, đừng dại đầu tư theo kiểu lướt sóng và hãy ưu tiên trực tiếp thực hiện các giao dịch chuyển nhượng và thanh toán bất động sản để bảo vệ tối ưu quyền lợi của bản thân. Thời trang,
cửa hàng tạp hóa, nhà hàng, phòng gym, v.v. Trong năm 2020 và năm 2021, thị trường bất động sản của Bình Dương tiếp tục phát triển mạnh mẽ và đây chính là cơ hội vàng để bạn nghiêm túc đầu tư và hưởng thụ thành quả trong tương lai. Khi đến với bất động sản trực tuyến, các bạn không cần phải đắn đo về giá cả hay về pháp lý của các dự án. Mỗi sản phẩm của chúng tôi tại khu dân cư Vĩnh Tân đều có sổ hồng riêng từng nền. Và hơn nữa, với mức giá siêu mềm, bất kỳ ai cũng có thể sở hữu và mang về cho mình những sản phẩm có giá trị gia tăng cực kỳ khủng. Khu dân cư Vĩnh Tân sẽ là nơi chắp cánh cho giấc mơ giàu sang, hạnh phúc và thịnh vượng của bạn. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi ngay ngày hôm nay để biết thông tin chi tiết.